Xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Như các quý vị biết thì tất cả các xe đạp mà bán ra tại cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng thì chúng tôi đều tư vấn cái size, tức là cái cỡ, chiều cao của xe đạp sẽ phải phù hợp với người đạp. Như một số các cửa hàng mà bán xe đạp khác thì họ chỉ quan tâm đến doanh số bán hàng và chỉ quan tâm làm sao mà bán được chiếc xe một cách nhanh nhất cho người sử dụng, mà rất ít cửa hàng quan tâm đến là cái chiếc xe đó, cái cỡ, chiều cao của xe, hoặc là cái chiều cao của xe thôi thì hoàn toàn quan tâm đến cái thông số này. Bởi vì có rất là nhiều trường hợp một số quý khách đòi mua xe đạp, một cái chiếc xe đạp mà họ rất thích, nhưng mà cửa hàng chúng tôi không tư vấn là không bán, không nên mua cái chiếc xe đó, bởi vì chiếc xe đó nó quá thấp hoặc là quá cao so với chiều cao của cái người đạp đó, của người dùng đó, thì chúng tôi sẽ không tư vấn. Vâng, xin chào anh Hào Lê. Thì trong video này có một vấn đề xảy ra, đây là ví dụ như là chiều cao của chúng ta là phải sử dụng cái chiếc xe chuẩn là 10 điểm. Thì không có tìm đâu ra được cái chiếc xe nó đạt 10 điểm như vậy mà nó chỉ khoảng 8 điểm, 9 điểm thôi, tức là nó vẫn hơi ngắn hơn hoặc là hơi dài hơn so với chiều cao của người đạp, thì chúng ta phải làm sao? Thì trong video này mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái giải pháp gọi là khắc phục. Ở đây giải pháp này chỉ khắc phục khoảng 1 phần 10 hoặc 2 phần 10 cái độ sai lệch giữa chiều size của xe đạp với chiều cao người đạp thôi. Còn không phải là tất cả. Ví dụ như là người cao 1m8 mà đi một chiếc xe dành cho người 1m6 thì không thể nào khắc phục được. Đây cái thủ thuật sau thì chỉ được khắc phục một phần nào đó, phần nhỏ thôi, tức là mình 1m8 hoặc 1m, lấy ví dụ là một người cao đạp 1m7 đi, chọn một chiếc xe cho người 1m65 thì có thể dùng cái thủ thuật này để mà fix lại cái chiếc xe của mình cho nó đúng với cái chiều cao người đạp hơn. Đây cái vấn đề này nó chỉ cải thiện được một chút thôi. Thì bây giờ mình xin đi vào chi tiết. Mình xin đảo camera. Như các bạn thấy, ở trên một chiếc xe đạp thể thao thông thường thì cái khoảng cách từ khóa yên cho đến trục thì nó sẽ gọi là size. Và cái size này nó sẽ tương ứng tỷ lệ với từ cái tâm này cho đến cái tâm cổ phốt này. Cái size thấp thì cái tương ứng tỷ lệ cái đoạn này nó cũng thấp, nó ngắn. Và cái size cao thì tương ứng tỷ lệ cái đoạn từ cọc yên cho đến cổ phốt nó cũng dài. Thế thì như vậy, nếu như mà mình lỡ hoặc là không kiếm đâu ra hoặc có cái xe mà nó vừa với mình, và đi trong quá trình đi mình cảm thấy mà người của mình nó bị bần quá, nó cúi gập quá, hay là mình bị vươn quá, tức là cái đoạn từ cọc yên, từ yên ngồi đây, nó vươn quá, đi rất là nhoài người, rất là khó chịu, đúng không ạ? Từ yên cho tới tay cầm là nhoài người, rất là khó chịu. Hoặc trường hợp thứ hai là từ yên cho tới tay cầm là nó ngắn quá, đi nó rất là bần xe, rất là đau lưng. Tóm lại hai trường hợp đấy đạp rất là mệt và rất là khó chịu, mang cảm giác là khó chịu cho người đạp. Thì ở đây chúng ta nhìn xem là nếu như vào cái trường hợp một là ngắn quá, hai là dài quá mà không thể có phương pháp đổi xe được, thì chúng ta ở đây là cái khoảng cách là cố định rồi, không thể thay đổi được. Thì chúng ta sẽ có hai cái tiểu xảo, gọi là hai cái biện pháp nhỏ sau đây. Một, thứ nhất, các bạn để ý cho mình là cái yên này bây giờ thường nó sẽ được cố định bởi con ốc lục giác 6. Chúng ta sẽ vặn con ốc này ra và chúng ta sẽ dịch cái yên này ra đằng sau hoặc đằng trước một tí. Nó cũng cải thiện cái chiều dài từ yên cho đến tay cầm của chúng ta, ngắn hơn hoặc dài hơn thì tùy theo chúng ta đang bị vươn quá hay là bị bần quá. Đó là một, nhưng mà cái này cũng chỉ cải thiện được có vài phân thôi, rất là ngắn, khoảng từ 2 đến 3 phân cm thôi, rất là ngắn. Thì chúng ta sẽ dịch yên, chúng ta lới con ốc này ra và chúng ta dịch yên ra đằng sau hoặc dịch yên ra đằng trước để mà cải thiện cái chiều cái độ dài giữa yên và tay cầm. Nếu mà bị vươn thì chúng ta sẽ dịch lên trước, còn nếu mà bị bần quá thì chúng ta dịch về sau. Nhưng mà cái yên này dịch thì cũng chỉ được khoảng 2 đến 3 cm thôi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta có thể tiến hành thay cái phốt này dài, tức là thay cái phốt này loại khác dài hay là ngắn,
phốt dài hoặc là phốt ngắn tùy theo cái chiều dài của chúng ta cảm thấy. Nếu mà chúng ta cảm thấy là bị vươn quá, tức là người ngồi lên bị dài người quá, thì chúng ta thay cái phốt nó ngắn lại. Đây là cái phốt, đây là gọi là cái phốt tăng, đây là ghi đông, thì chúng ta thay cái phốt lại ngắn lại, ngắn lại đây, thì chúng ta sẽ không, cái ghi đông, cái chiều cao của ghi đông với yên nó sẽ giật lại và chúng ta không bị không bị với người. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy bần quá thì chúng ta sẽ tiến hành thay một cái phốt nó dài hơn, tiếng Anh gọi là stem. Thì ở đây, như ở trong ví dụ đây, chúng ta sẽ, tôi đã nhặt ra đây ba cái loại phốt dài ngắn khác nhau. Đây, với trong trường hợp chúng ta bị vươn quá, chúng ta sẽ thay một cái phốt ngắn như này. Đây là, tôi lấy ví dụ đây là phốt trung bình. Đây là phốt trung bình. Với cái chiếc xe mà đang lắp phốt trung bình thì chúng ta đang bị, nếu mà bị vươn quá thì chúng ta sẽ tiến hành thay một cái phốt ngắn hơn. Thì cái khoảng cách giữa vị trí cũ và vị trí mới nó sẽ ngắn đi vài centimet, thì sẽ giúp cho chiếc xe không bị vươn. Còn nếu chúng ta đang bị bần quá, ví dụ như lắp phốt này rồi mà vẫn xe vẫn bị rất là bần, tức là ngồi nó hơi, nó rất là ngắn xe, thì chúng ta sẽ tiến hành thay một cái phốt nó sẽ dài như này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái độ dài của phốt nó sẽ dài hơn, thì giúp cho cái xe nó sẽ vươn dài hơn, giúp cho khi mà người đạp cảm thấy thoải mái hơn với cái chiếc xe vẫn giữ size, vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng mà sẽ đạp sẽ thoải mái hơn. Đây, như tôi cho lên trên xe đây thì các bạn có thể nhìn thấy. Nếu vấn đề ở đây đặt ra là cái người đạp bây giờ là bị ngắn xe quá, thì chúng ta sẽ tiến hành thay cái phốt này. Thì các bạn có thể thấy rằng khoảng cách từ yên cho đến tay cầm bây giờ sẽ được dài ra từ khoảng 4 cho đến 5 cm cả hai phương án, tức là dịch yên về đằng sau và thay phốt dài về đằng trước. Thì cái phương án này, như ở đầu trình bày tôi đã nói, thì nó chỉ cải thiện được khoảng 1 cho đến 2 phần 10 cái độ dài thôi. Còn nếu mà cái chiếc xe của bạn nó quá là nhỏ mà khắc phục không có hết, thì đương nhiên bạn phải tiến hành thay xe khác size cho nó vừa người hơn với cái chiều cao người đạp. Còn với trong trường hợp là cái xe này là bị vươn quá, thì các bạn sẽ tiến hành thay cái phốt nó ngắn hơn như thế này. Đây, như các bạn nhìn thấy, ngắn hơn thì sẽ các bạn không bị vươn và cái chiều cao nó sẽ bị giật lùi lại ngắn một chút, thì nó sẽ phù hợp hơn. Và kết hợp với đó là ta đẩy yên lên đằng trước một khoảng 2 cm, được 2 cm, và mình thay cái phốt này cũng ngắn đi được khoảng 2 cm. Thì trong trường hợp này xe nó khoảng cách từ yên cho đến ghi đông nó sẽ ngắn được đi 4 cm và cải thiện được một phần nào, từ 1 phần cho đến 2 phần 10 cái chiều cao, cái chiều dài vươn của người đạp từ yên cho đến ghi đông. Như vậy đây chỉ là một cái tip, tức là một cái phương án nhỏ để mà cải thiện một cái phần nào thôi, cái chiều cao, cái size hay là tương ứng với cái độ vươn của xe đạp đối với chiều cao người đạp. Còn nếu mà cái chiếc xe của các bạn đang sử dụng hoặc là các bạn chót mua ở đâu mà bị người ta tư vấn sai, người ta cố tình gọi là người ta chỉ chạy theo doanh số mà không tư vấn theo chiều đạp, mà mua về bị đạp bị không phù hợp quá, mà tiến hành đã thay phốt rồi mà vẫn không phù hợp, thì các bạn lên tiến hành đổi xe. Chứ mà sử dụng cái xe mà nó không phù hợp với chiều cao người đạp, nó rất là khó chịu, đạp rất là thậm chí còn đau lưng. Đạp xe để mà khỏe, nhưng mà nếu mà đạp cái chiếc xe mà nó không, cái cỡ xe mà nó không phù hợp với người đạp, thậm chí còn mang thêm bệnh lưng bị kéo giãn nhiều quá, hay là đạp rất là mỏi, rất là nhanh mỏi, nói chung là không đúng size của mình, thì như ở các cửa hàng khác thì họ không quan tâm đến cái chuyện này, nhưng ở xe đạp Hải Phòng .com của chúng tôi thì rất quan tâm đến cái chuyện này, bởi vì mình cũng là một cái người đạp xe, nhưng mà không nhiều, nhưng mà mình cũng có đạp, mình cũng được hiểu được cái nỗi khổ khi mà có một cái chiếc xe mà đạp nó không đúng cái chiều cao của mình, nó rất là đạp rất là mệt, rất là mệt mỏi, mà chính ra còn mang thêm bệnh vào người, chứ không phải là đạp xe để giảm được bệnh tật nữa. Vâng, và còn rất là nhiều cái cách hướng dẫn sửa chữa, hướng dẫn sử dụng khác. Hẹn gặp lại các quý vị trong video khác, sẽ chia sẻ rất là nhiều các kiến thức về xe đạp cho các quý vị mới tập chơi xe đạp. Còn các bác chơi nhiều rồi thì mong các bác có ý kiến gì thì góp ý em. Vâng, và nếu các bạn đang xem trên Facebook thì hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn theo dõi chế độ xem trước, ấn chế độ bạn thân. Còn nếu các bạn đang xem trên YouTube thì hãy ấn
like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo và ấn đăng ký kênh để các bạn là những người được xem những video đầu tiên khi chúng tôi up lên trên kênh YouTube của mình. Vâng, và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của em ở trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị trong những livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.